Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng đến với S Channel. Trên tay mình hiện nay đang là hộp của chiếc máy Xiaomi Redmi Note 3. Đây là một chiếc máy mà mình đã nghe thấy tên của nó được nhắc khá nhiều trong thời gian gần đây. Có vẻ như chiếc máy này chứa đựng khá nhiều đặc biệt đến từ Xiaomi. Thôi không rông dài nữa, xin mời các bạn cùng mình mở hộp và đánh giá nhanh chiếc điện thoại này và để xem ở bên trong em nó có gì đặc biệt nhé. Đầu tiên thì hãy đánh giá qua một chút chiếc hộp đựng thì có thể thấy là chiếc hộp của Redmi Note 3 thì khá là nhỏ gọn, không có cái gì quá đặc biệt để chúng ta phải chú ý cả. Phía bên trước ta sẽ có hình ảnh của chiếc Redmi Note 3. Ở đây thì có thể hiện rõ là chúng ta sẽ có 3 màu lựa chọn, đó là màu bạc, màu vàng và màu đen. Và bây giờ mình sẽ mở hộp ra bên trong xem có gì nhá. Và đây là chiếc Redmi Note 3 của mình, đây là phiên bản màu gold. Ok, tạm bỏ qua ở bên. Phần bên dưới mình sẽ có như thường lệ là một lô, một lốc các sách hướng dẫn sử dụng, một cái dây micro USB và một cái củ sạc. Và củ sạc này được Xiaomi quảng cáo là với công nghệ sạc nhanh, có khả năng sạc 50% trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Khá là ấn tượng. Thực hư như nào thì có lẽ là mình sẽ dùng thử rồi gửi câu trả lời cho các bạn sau nhá. Như vậy về phụ kiện thì chỉ có vậy thôi, chúng ta sẽ không có tai nghe. Và bây giờ xin mời các bạn cùng mình quay sang nhân vật chính là chiếc Redmi Note 3. Cái ấn tượng ban đầu của mình về chiếc máy này là nó đem lại một cái trải nghiệm khi mà cầm nắm cực kỳ tốt. Các bạn có thể thấy rằng tất cả các cạnh của chiếc điện thoại này đều được bo cong, thế nên là khi mà cầm trên tay để sử dụng thì cảm thấy rất là thích thú và không hề bị cấn. Redmi Note 3 năm nay có một cái thiết kế kim loại nguyên khối. Thật ra thì nó không hẳn là nguyên khối đâu. Chúng ta sẽ có một cái mặt lưng được làm từ kim loại, còn phần trên và dưới thì được làm từ nhựa. Đây sẽ là vị trí đặt những cái anten thu và phát sóng. Phần mặt lưng kim loại này của Redmi Note 3 khi mà sờ vào thì cảm thấy rất mịn, mát và sướng. Nói qua một chút về chất lượng hoàn thiện của máy thì đúng là nãy giờ mình nhìn và ngắm em nó mãi và mình chả thấy có cái lỗi nào cả. Chất lượng hoàn thiện của nó khá tốt. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi vào các chi tiết. Phía mặt trước ta sẽ có một loa thoại, cảm biến và camera tự sướng. Phía dưới là màn hình có kích thước là 5.5 inch, có độ phân giải là Full HD. Cái đánh giá ban đầu của mình về màn hình này là nó đem lại một cái chất lượng hiển thị khá là tốt, các màu sắc thì khá là tươi. Khi mà thay đổi góc nhìn thì đều không gặp khó khăn gì cả. Và màn hình này khi mà lướt chúng ta cảm ứng thì rất là mượt, rất là nhạy và rất là sướng. Phía dưới là 3 phím điều hướng được đặt phía bên ngoài màn hình. Và điểm trừ như thường lệ là 3 phím này thì không có đèn nền, thế nên là khi chúng ta sử dụng trong môi trường thiếu sáng hoặc là sử dụng trong vòng ban đêm sẽ không nhìn thấy cái nút này và sẽ bị bấm nhầm. Phía bên cạnh trái thì ta sẽ có khe SIM, và phía bên cạnh phải là phím tăng giảm âm lượng và phím nguồn. Và cả hai phím này thì đều được làm từ kim loại. Độ đàn hồi cũng như là độ hoàn thiện của các phím này thì đều rất là tốt. Phía dưới này là mic thoại và cổng micro USB. Phía trên này là mic thu âm, jack cắm tai nghe 3.5mm và một cái cổng hồng ngoại để chúng ta điều khiển các thiết bị điện tử trong nhà. Phía mặt sau ta sẽ có cụm camera chính cùng với đèn flash dual tông và một cái rất là đặc biệt, đó là cảm biến vân tay. Đây là chiếc máy đầu tiên của Xiaomi thì có cảm biến vân tay và nghe dân tình chị em đồn thổi là cảm biến vân tay này nhạy lắm, nhanh lắm. Một chút nữa thì mình sẽ thử cho các bạn, nhưng bây giờ nói về cấu hình thì đã. Redmi Note 3 sử dụng con chip Helio X10 có 8 nhân. Về RAM thì chúng ta sẽ có hai phiên bản, 2GB RAM với bộ nhớ trong là 16GB và 3GB RAM với bộ nhớ trong là 32GB. Camera trước có độ phân giải là 5MP và camera sau có độ phân giải là 13MP, có lens nét tự động chống rung quang học và có khả năng quay phim Full HD. Pin của máy khá lớn, có dung lượng lên đến 4000mAh. Với một cục pin lớn như vậy cùng với một cái màn hình chỉ ở Full HD thôi thì mình nghĩ là về khả năng cũng như là chỉ số sinh lý của em này thì phải tương đương với cả mấy cái anh đóng GAV nổi tiếng ấy. Về phần mềm thì chiếc máy này hiện đang chạy hệ điều hành Android 5.0.2 cùng với giao diện MIUI 7.0 Stable. Và cuối cùng là về giá cả. Chiếc Redmi Note 3 này hiện đang trên kệ của 7S với mức giá là 4.399.000 cho phiên bản 2GB RAM và 16GB bộ nhớ trong. Và khi mà các bạn mua chiếc Redmi Note 3 này tại 7S thì các bạn sẽ được tặng một cục pin dự phòng Xiaomi 10.000mAh và cả SIM 3G để cho chúng ta lên mạng lướt Facebook rồi xem YouTube bét nhè đấy. Nếu anh em nào quan tâm thì hãy đến các đại lý của 7S để trải nghiệm thực tế nhá. Và vừa rồi là bài mở hộp và trên tay nhanh chiếc Xiaomi Redmi Note 3. Và các bạn có câu hỏi thêm gì về chiếc máy này thì xin mời để lại phần comment bên dưới nhé. Mình sẽ cố gắng gửi câu trả lời trong bài đánh giá chi tiết. Và cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, các bạn hãy like, share và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại.